Thưa quý vị và các bạn, tương ớt vốn được xem là gia vị phổ biến trên bàn ăn của người dân Việt Nam. Không chỉ xuất hiện trong bếp của mỗi gia đình, tương ớt cũng là loại gia vị có mặt ở hầu hết các quán ăn, từ sang trọng cho đến bình dân. Tuy nhiên, vì lợi nhuận thì không ít người đã biến loại gia vị vốn tốt cho sức khỏe trở thành một chất độc đối với người tiêu dùng. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà nhiều loại tương ớt không rõ nguồn gốc đã được bày bán một cách tràn lan. Thời gian gần đây, tương ớt 30 không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ và đương nhiên là cũng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được bán tràn lan trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Người bán thì vô tư bán, còn người tiêu dùng cũng vô tư thưởng thức. Chủ yếu là không có nhãn mác bên ngoài, chỉ là một cái chai mà quán nào cũng có, và bên trong thường nếu là loại tương ớt thì màu đỏ, hoặc là tương đen thì là bên ngoài màu đen thôi, chứ không có nhãn mác. Những cái chai tương ớt đó là không có nhãn mác gì hết, với lại nó lợt hơn so với mấy chai ở nhà mình. Chúng tôi đã tìm đến một tiệm tạp hóa chuyên bán các loại tương ớt để tìm hiểu rõ hơn về giá cả cũng như nguồn gốc của loại tương ớt kém chất lượng đang được bán tràn lan. Thật bất ngờ, can tương 5 lít ở đây chỉ có giá 25.000 đồng. Tương ớt thì bao nhiêu một can đây cô? Can nào? Mình có loại can 20 lít không? Không. Lấy 4 bình là 20 lít. Còn đây là khu chợ Bình Tây thuộc quận 6, nơi được xem là đầu mối của các loại gia vị. Trong vai người mua hàng, phóng viên ghé vào sạp kế mặt tiền chợ Bình của phóng viên. Những can tương này sau khi được mua về sẽ được sang chiết ra các loại chai đựng nhỏ hơn, không dán nhãn, cáu bẩn và đi thẳng vào bàn ăn của người dân. Hiện tương ớt của một vài thương hiệu có tiếng trên thị trường thể tích 250ml, giá bán trung bình đã là 10.000 đồng. Vậy một can 5 lít mà chỉ có giá 25.000 đồng, liệu có đảm bảo chất lượng? Và với một cái giá rẻ hơn gấp 8 lần các loại tương khác, sức khỏe của người tiêu dùng liệu có được an toàn khi sử dụng loại tương 30 này?